cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa thành đế khổ tập diệt đạo cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn giả cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tham trước quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tưởng về sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về nhãn xứ cho đến ý xứ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về sắc xứ cho đến pháp xứ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về nhãn giới cho đến ý giới cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về sắc giới cho đến pháp giới cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về nhãn xúc cho đến ý xúc cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về địa giới cho đến thức giới cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về các pháp do duyên sanh ra cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về vô minh cho đến lão tử cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về thành đế khổ tập diệt đạo cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về tám giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về tịnh quán địa cho đến Như Lai địa cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về tất cả hạnh đại bồ tát cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về dị sanh, tưởng về thanh văn, tưởng về độc giác, tưởng về bồ tát, tưởng về Như Lai cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về địa ngục, tưởng về bàng sanh, tưởng về ngạ quỷ, tưởng về người, tưởng về trời, tưởng về nam, tưởng về nữ cũng gọi là thô trọng. Có tưởng về cõi dục,
tưởng về cõi sắc, tưởng về cõi vô sắc cũng gọi là thô trọng, có tưởng về pháp thiện, tưởng về pháp không thiện cũng gọi là thô trọng, có tưởng về pháp hữu kỳ, tưởng về pháp vô kỳ cũng gọi là thô trọng, có tưởng về pháp hữu lậu, tưởng về pháp vô lậu cũng gọi là thô trọng, có tưởng về pháp thế gian, tưởng về pháp xuất thế gian cũng gọi là thô trọng, có tưởng về pháp hữu vi, tưởng về pháp vô vi cũng gọi là thô trọng. Này thiện hiện, tất cả vô lượng vô biên sự chấp trước các pháp như vậy cho đến các phân biệt do hư vọng của hữu tình tạo ra, cùng với thân khẩu ý nghiệp phát khởi và chủng loại đó, không có tánh chịu đựng nổi đều gọi là thô trọng, các đại Bồ Tát đều nên xa lìa. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên xa lìa tất cả thô trọng như đã nói ở trên. Tự mình hành bố thí ba la mật đa và dạy bảo người khác hành bố thí ba la mật đa. Nếu các hữu tình cần thức ăn thì bố thí thức ăn, cần thức uống thì bố thí thức uống, cần xe cộ thì bố thí xe cộ, cần y phục thì bố thí y phục, theo những gì họ cần thì giúp đỡ đầy đủ, tùy thời tùy nơi mà bố thí tất cả. Mình tu hành những gì dạy bảo người tu hành như vậy, bố thí như vậy rồi đem những căn lành ấy cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở để mau viên mãn, làm lợi lạc cho hữu tình. Đại Bồ Tát ấy tự mình hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và dạy bảo người khác cũng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, làm những việc ấy rồi đem căn lành cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở để mau viên mãn, làm lợi lạc hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông chứa đầy bảy báu thượng diệu trong 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường Phật Pháp Tăng. Cúng dường rồi, đại Bồ Tát hoan hỷ phát lời thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem tất cả những căn lành đã trồng được này cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở. Tôi sẽ làm cho cõi của tôi trang nghiêm bằng bảy báu, và tất cả hữu tình tùy ý hưởng thụ các chân bảo tốt đẹp nhưng không có tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, chư đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông trối vô lượng thứ kỹ nhạc vi diệu của cõi trời cõi người để cúng dường tam bảo và tháp Phật. Cúng dường xong, đại Bồ Tát hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem những căn lành đã trồng được này cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở, khiến cho cõi của tôi thường được tấu lên những âm nhạc vi diệu như thế, hữu tình nào được nghe thân tâm vui mừng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, chư đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông chứa đầy các hương hoa tốt đẹp của cõi trời cõi người, cả 3.000 đại thiên thế giới cúng dường tam bảo và tháp Phật. Cúng dường xong, đại Bồ Tát hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem những căn lành đã trồng được này cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở, khiến cho cõi của tôi thường có các hương hoa đẹp như vậy, hữu tình nào được nhận thì thân tâm vui sướng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông làm trăm món thức ăn uống thượng hạng cúng dường chư Phật, Độc Giác, Thanh Văn và các đại Bồ Tát. Cúng dường xong, đại Bồ Tát hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem tất cả căn lành đã trồng được này cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở, khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khiến cho các loại hữu tình trong quốc độ của tôi đều được ăn trăm món thức ăn uống như vậy, thân tâm vui sướng no đủ nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng nguyện được thần thông làm các hương thơm tốt đẹp, y phục mềm mại như cõi trời cõi người dâng lên cúng dường chư Phật, Độc Giác, Thanh Văn và các chúng đại Bồ Tát, hoặc cúng dường pháp và tháp Phật. Cúng dường xong, đại Bồ Tát hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn như vậy: tôi đem tất cả căn lành đã trồng được này cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mình đang ở, khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khiến cho các loại hữu tình trong quốc độ của tôi sẽ được những hương thơm y phục như vậy, tùy ý thọ hưởng nhưng không tham đắm.